Vâng, em Minh Chí Bình Định xin chào tất cả các bác. Sau đây video này em sẽ test cặp loa L166 Audion Bát Huyết. Cặp loa này nguyên zin từ A tới Z nha các bác. Bản nó cực kỳ là mới. Cặp loa này giá 34 triệu, em bao ship cho các bác nha. Độ zin, độ đẹp thì các bác yên tâm, em bao hết cho các bác nha. Và em đang test với nó là cặp rề bao cực kỳ khủng của Marang Mỹ. Combo đen là 3600 và 510 dòng Pro Monitor. Cái size nó thì to như con G9000 nha các bác, nó to lắm. Dòng này là chuyên trị dòng loa Mỹ như Ribe Bass 4 tắc, 3 tắc. Tốt nhất là các bác đánh với 4 tắc, nghe rất là đã. Và đặc biệt, các bác là có AR9 thì đánh bộ này tuyệt vời. Tại vì AR9 là những cái bộ này, bộ này nó có hai đời nha các bác. Một cái đời là nó nhỏ hơn, cũng mã model là 3600, là 510 mà là dòng trơn. Nó nhỏ hơn cái bộ này, mở dòng cái bộ đó nó tầm 40 triệu thôi, 42 triệu gì đó. Mà đánh AR9 rất là hay. Dòng là dòng Pro phiên bản nâng cấp cuối cùng của đời 510 và 3600. Và bộ này giá là 65 triệu nha các bác. Không có nhiều ở thị trường Việt Nam mình cũng như ở nước ngoài. Dòng sản xuất số lượng nha các bác. Nó sở hữu một bộ mạch là mèo vàng gold nha. Công suất là 960 W nha, gần cả 1000 W. Chạy sò Motorola. Và sau đây mời các bác nghe một ca khúc Chuyện Hoa Sim nha. Các bác thấy không? Chép im để tớ nữa thôi. Đang nghe nhạc mạng nha các bác. Nhận từ YouTube xuống. Bộ này giải bass và giải cao nó cực kỳ là không thể tả đâu, quánh bass cực kỳ sâu. Bộ này là bộ thứ ba nha, hai bộ thì em chuyển đi từ ngày hôm qua hôm kia rồi, hai bộ đã lên đường. Và bộ cuối cùng thì bác nào sở hữu thì alo cho em. Mai em sẽ test với cặp loa 4 tắc Ribe 4430 cho các bác nghe. Vì cặp loa nặng quá em đang để ở nhà trên. Cho nó phải hai người khiêng, em khiêng xuống mới được. Mai em nhờ người khiêng xuống và tối mai em sẽ test cho các bác nghe. Cặp này đánh loa Ribe 4 tắc không phải bàn được. Rồi xin chào tất cả các bác nha.